Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Way to Way Cartoon cùng với series Gravity Falls huyền thoại đã từng làm mưa làm gió trên Disney trong những năm của thập kỷ trước. Và tất nhiên, Gravity Falls cũng là series huyền thoại đã làm nên tên tuổi của Way to Way Cartoon. Đợt vừa rồi, mình có đọc qua một comment của một bạn fan về việc khôi phục lại video 30 năm hành trình của Ford. Rất xin lỗi các bạn vì video cũ đã bị xóa vì lý do bản quyền, nên mình đã quyết định làm lại với kịch bản hoàn toàn mới để thêm kiến thức mới, chỉ có mỗi voice là không mới thôi. Để bắt đầu ôn lại hành trình 30 năm của Ford thì chúng ta cần làm rõ với nhau những thông tin chính thống sau. Chúng ta sẽ có hai phần chính. Phần 1 sẽ là cuộc hành trình của Ford trước khi ông bị hút vào chiều không gian ác mộng, hay còn gọi là Nightmare Ram. Way to Way Cartoon sẽ lấy thông tin từ cuốn Journal 3 và các tập phim trong series Gravity Falls chính thức. Phần 2 sẽ là hành trình của Ford trong chiều không gian ác mộng, được lấy trọn vẹn từ cuốn Journal 3. Vậy các bạn đã sẵn sàng ôn lại hành trình này của Ford hay chưa? Chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Stanford được sinh ra từ những năm 40 trong một gia đình không phải là quá khá giả mà cũng chẳng thiếu thốn gì tại bãi biển Glassard, New Jersey. Ông là con trai cả và là người anh song sinh của Stanley, hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc là Grandpa Stan. Nhân tiện thì mình xin được đính chính lại là Stanford sinh ra trước Stanley 15 phút, do vậy Stanford là anh trai của Stanley. Đúng như truyền thống sinh đôi của các gia đình thì hai anh em sinh đôi luôn có tính cách trái ngược nhau. Nhưng hơi khác một chút so với các cặp song sinh thì thay vì chạy chọe nhau, Stanley và Stanford rất biết cách đùm bọc và bảo vệ nhau. Bởi Stanford mặc dù là anh cả nhưng lại rất nhút nhát và tự ti về bản thân mình, bởi Ford có đôi bàn tay 6 ngón. Mặc dù hơi nhút nhát và có phần hơi dị hợm, Ford lại có trí thông minh hơn người và được em trai Stanley rất ngưỡng mộ và nể phục. Với sự bù đắp gần như là hoàn hảo cho nhau như vậy, nên cả hai anh em đã trở thành bạn thân nhất của nhau. Họ đã tự mấy mò và xây cho riêng mình một con thuyền mang tên Steno War. Đây là con thuyền có ý nghĩa rất lớn và nó xuất hiện từ phần 1 trong giai đoạn mà Stanford biến mất. Stanley đã viết tên đó lên trên một con thuyền nhỏ hơn và cũ rích hơn. Điều này nói lên tình cảm của thằng em trai dành cho Stanford sâu đậm như thế nào. Cho đến khi kết thúc season 2, trong phần cuối của cuốn sách Journal 3, ta được thấy hình ảnh của Stanford và Stanley trên con thuyền Steno War phiên bản 2, phiên bản upgrade của con thuyền gỗ cũ. Quay trở lại với thời niên thiếu, thì với trí thông minh của Stanford và thể chất vượt trội của Stanley, con thuyền Steno War phiên bản đầu tiên đã được lên kế hoạch để hoàn thành. Tuy nhiên, điều này không thể tránh khỏi việc cả hai luôn bị đám trẻ con bắt nạt. Họ càng phải cứng rắn hơn và đùm bọc lẫn nhau nhiều hơn. Chính vì vậy, ông bố Phil Brick của hai anh em đã đưa hai đứa đi học boxing để cả hai có thể biết cách tự vệ. Tuy nhiên, Stanford đã không tham gia, còn Stanley thì bị đấm cho tơi bời. Chúng ta hãy cùng time jump đến thời trung học phổ thông, khi cả hai đang ngồi trên ghế nhà trường. Năng lực của Ford ngày càng được bộc lộ rõ hơn, còn Stanley thì vẫn dậm chân tại chỗ và không có sự tiến triển gì cả. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không hề thay đổi, họ vẫn thực hiện kế hoạch cùng nhau đóng thuyền Steno War để một ngày nào đó ra khơi đi tìm chân trời mới. Đúng là không có gì là kéo dài mãi mãi, tình bạn của Stanley và Stanford cũng không phải là ngoại lệ. Nó xuất phát từ chính bên trong của cả hai anh em là sự chênh lệch về tính cách, kiến thức và kỷ luật của cả hai. Trong khi Stanford luôn được đánh giá là một trong những người rất tài năng, được nhiều người ngưỡng mộ, thì Stanley lại gần như không có bất kỳ một thứ nào cả. Chính vì vậy, trong một ngày nọ, Stanford được thầy hiệu trưởng gọi lên và đề xuất một cơ hội nhận học bổng dự án khoa học. Và với cơ hội ngàn năm có một như vậy, thì Ford đã đồng ý tham gia giật học bổng và lơ là kế hoạch Steno War với em trai Stanley. Và từ đó, mối quan hệ của Stanley và Stanford bắt đầu có rạn nứt kể từ khi Stanford nhận được những lời mời học bổng đắt giá. Chính vì có yếu tố bên ngoài tác động vào nên cả hai anh em Stan cũng đã bị tác động theo. Đầu tiên chính là sự lơ là của Ford về kế hoạch xây dựng con thuyền Steno War ngày càng được bộc lộ rõ hơn, bởi Ford đang tập trung vào dự án nghiên cứu khoa học. Chính vì thiếu suy nghĩ nên Stanley đã vô tình làm hỏng dự án khoa học của anh trai mình và bị chính anh trai phát hiện ra. Kể từ đó, họ đã không còn nhìn mặt nhau nữa và Stanley đã bị ông bố đuổi ra khỏi nhà và lưu lạc khắp nơi. Ford sau khi đánh mất cơ hội lấy học bổng, ông đã đăng ký vào một trường đại học cấp thấp có tên là Backup Small. Tại đây, mặc dù danh tiếng không nhiều, nhưng Ford lại có nhiều thời gian hơn để làm và thử nghiệm nhiều dự án hơn. Chính vì thế, ông đã nhận được học bổng $100,000 từ chính Backup Small và vị giáo sư đã hướng dẫn ông. Với $100,000 thì Ford đã quyết định đầu tư cơ sở vật chất vào Gravity Falls, nơi mà ông đã tìm hiểu từ rất lâu về sự kỳ lạ và sự đột biến của nó. Tất cả những gì quái dị trên thế giới này đều bị hút về Gravity Falls và chính Ford là một trong những sinh vật đó. Và từ đây, ba cuốn Journal huyền thoại đã được sinh ra. Trong những tháng đầu tiên tại Gravity Falls, Ford tập trung vào tìm hiểu và sưu tập những sinh vật lạ xung quanh đây. Cho đến một ngày, ông đã đặt ra câu hỏi tại sao những sinh vật này lại xuất hiện.
thậm chí là được sinh ra chỉ ở quanh khu vực này mà không phải là những khu vực khác. Vì thế, ông đã gọi cho người bạn thân từ hồi đại học là Fidelford McGuckhead đến để cùng nghiên cứu và xây dựng một cánh cổng không gian. Tuy nhiên, với khả năng về công nghệ có hạn của con người, cả Stanford và Fidelford không thể làm gì. Hành trình xây dựng cánh cổng không gian của Stanford tưởng chừng như kết thúc, thì đến một ngày, ông đã tìm thấy một vách núi nơi có in hình của một sinh vật lạ có hình tam giác. Có vẻ như sinh vật này đã được người dân quanh đây tôn thờ thành thánh. Trên vách đá đó có một dòng mật mã được Ford dịch và đọc to, nhưng không có điều gì xảy ra. Cho đến khi ông ngủ gật dưới gốc cây, một thực thể đã xuất hiện và đưa ông vào thế giới giấc mơ, bao gồm toàn bộ các ký ức của ông về cánh cổng không gian, các kiến thức mà ông đã ghi lại được trong cuốn journal. Và quan trọng nhất, đó là sự xuất hiện của một thực thể mà ông đã nhìn trên vách đá, mang tên Bill Cipher. Hắn đã lợi dụng lòng tốt và trí thông minh kiệt xuất của Ford để thực hiện kế hoạch của mình bằng cách trở thành người khai sáng và trợ thủ đắc lực của Ford. Hắn đã gián tiếp giúp Stanford, thậm chí ngay cả người bạn thân Fidelford không phát hiện ra sự tồn tại của Bill Cipher. Trong mấy chốc, họ đã thành công trong việc xây dựng cánh cổng không gian. Thật không may, một tai nạn đã xảy ra khi Fidelford đã trượt chân và bị hút vào cánh cổng không gian. Stanford đã kịp thời giữ lại. Fidelford đã chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra ở phía bên kia cánh cổng không gian. Điều này đã khiến cho ông ta hoảng loạn trước những gì đã nhìn thấy và từ bỏ tham vọng của Stanford. Trước khi bỏ, ông nói với Stanford rằng cánh cổng không gian này rất nguy hiểm, nó sẽ mang ngày tận thế đến cho thế giới. Chính bản thân Ford, sau khi nghe người bạn của mình xong, cũng cảm nhận và nghe được những âm thanh kỳ lạ phát ra trong tâm trí. Ford ngay lập tức tìm Bill Cipher để hỏi, nhưng đã quá muộn. Ngay lập tức, Ford đã tắt cỗ máy và xóa mọi dấu vết về dự án của ông. Nhận thấy điều không lành, Ford đã buộc phải liên hệ với người mà ông tin tưởng nhất, người em trai sinh đôi Stanley. Tưởng chừng như hai anh em sau 10 năm không gặp, cởi mở, dĩ hòa vi quý và yêu thương nhau thế nào, thì hở ra một cái là đánh nhau và cãi vã nhau. Stanley thì hy vọng người em trai của mình trở về và tiếp tục dự án Stenowall, nhưng Stanford lại không hề quan tâm. Thậm chí Ford còn nhắc về Stenowall nhưng theo một hướng cực kỳ cay đắng, khiến cho Stanley còn khó chịu hơn. Take this book, get on a boat and sail as far away as you can to the edge of the earth. Và rồi, trận đấu tay đôi giữa hai anh em diễn ra. Thắng thua thì không bàn tới, nhưng đã để lại hậu quả, đó là sự chia ly kéo dài 30 năm của hai anh em. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi mà mọi thứ không tuân theo bất kỳ định luật vật lý hay thời gian nào trên trái đất. Ford gần như không thể lường trước được những gì đằng sau cánh cổng và những thứ mà người bạn Fidelford đã từng trả trước đây. Theo như lời kể của Ford, khi ông bị đẩy vào cánh cổng không gian từ chính ngôi nhà của mình, hay sau này còn được biết đến với cái tên là Vũ trụ 46, tôi đã nín thở và an phận rằng đây chắc là cái kết cho số phận của mình. Thế nhưng, nó mới chỉ là bắt đầu. Tôi đã được đưa đến nơi mà Bill đã xây dựng nên cánh cổng không gian để tới tất cả các chiều không gian khác. Cánh cổng đó mang tên The Nightmare Realm, thế giới ác mộng. Lạc trôi lơ lửng trong thế giới ác mộng, Ford vẫn không thể nào bình tĩnh được khi mọi thứ xung quanh ông đều được tạo nên từ ảo ảnh. Vũ trụ của Bill không hẳn là một chiều không gian, mà nó là một trạm trung chuyển giữa các chiều không gian khác nhau. Nó bất ổn đến mức không gian phóng to, thu nhỏ, các vật xuất hiện rồi lại biến mất một cách khó hiểu. Nhìn về phía sau, cánh cổng không gian đã đóng kín và Ford đã gần như chắc chắn bị kẹt lại nơi này. Thậm chí bản thân ông cũng không thể tự đi lại được mà bay lơ lửng trong không gian. Trước mặt ông là Bill Cipher ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Theo sau là đám quái vật kỳ bí dị hợm. Vọng đằng xa, giọng nói của Bill vang lên. Xem ai đến thăm ta này. Hãy tưởng tượng lại khoảnh khắc chúng ta đang chơi cờ xuyên không gian mà xem. Nhưng bây giờ, ngươi là quân cờ của ta. Nói xong, hắn ta đã ra lệnh cho tay sai của hắn tấn công Ford. Một sinh vật hình cầu khổng lồ đầy răng và tay lao đến và tấn công Ford. Rất may, Ford đã kịp thời né và trốn sau các tảng đá thiên thạch. Đúng chất phim kinh dị, giọng nói của Bill một lần nữa vang lên. Ngươi muốn chơi trốn tìm chứ gì? Đứa nào tìm được tên sáu ngón đó trước thì sẽ được sở hữu cả một dải ngân hà của riêng mình. Kết thúc câu nói bằng tiếng cười man rợ. Lúc này, Ford phát rồ lên vì mệt mỏi và khó chịu với Bill. Vì thế, điều mà ông muốn làm duy nhất bây giờ đó chính là nhảy thẳng vào mặt hắn và đấm vỡ mồm hắn. Tuy nhiên, trước khi Ford làm điều ngu ngốc đó, thì ông chợt nhận ra mình đang ở cùng hang với một trong những người tị nạn xuyên không gian. Có chung một số phận như nhau, đó là lưu lạc giữa thế giới ác mộng. Tất cả không có mục đích gì khác ngoài sống sót qua ngày. Họ đã kể cho Ford nghe câu chuyện của họ, rằng họ là những thợ mỏ đang đi khai thác tài nguyên tại các tiểu hành tinh. Không may con tàu của họ đã bị hút vào hố sâu và bị đẩy đến vùng đất ác mộng này của Bill. Giống như những gì mà Ford đã đề cập đến, thì nơi này giống như một bãi rác của vũ trụ, nhưng nó lại là cánh cổng kết nối tới tất cả các chiều không gian khác và nó được cai trị bởi một sinh vật không hề tồn tại, Bill Cipher.
Nhắc đến Bill một cái thì đám người tị nạn tỏ ra hoảng loạn và bịt tai lại như kiểu Ford đã đề cập đến một thứ gì đó tục tĩu và không tốt đẹp. Người đứng đầu của nhóm tị nạn, thanh niên chột chột mà có cái răng thỏ mập đi thế này, đã kể cho Ford nghe về Bill. Hắn ta là một sinh vật đáng sợ nhất vũ trụ. Hắn đã biến chiều không gian này trở thành nơi ẩn náu của hắn. Tuy nhiên, nơi đây không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào và cực kỳ bất ổn định, nên Bill mới tìm kiếm một chiều không gian mới bằng cách thâm nhập vào những bộ não ưu việt nhưng ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin giống như Ford. Được đà này, Ford lại càng máu chó hơn khi ông muốn tiêu diệt Bill bằng mọi giá. Nhóm tị nạn nghe xong cũng nửa tin nửa không tin, nhưng họ lại rất muốn làm điều gì đó để giúp Ford. Họ đã tặng cho ông một cái máy phiên dịch xuyên không. Ford sau đó đã cảm ơn họ và hỏi rằng cơ hội để trở về có lớn hay không? Câu trả lời là rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Chính vì vậy, Ford quyết định lên kế hoạch đi đến các chiều không gian khác nhau để học hỏi và lấy thông tin về Bill, cụ thể là về điểm yếu và bí mật của hắn. Ông tuyên bố rằng sau khi có đầy đủ mọi thứ, ông sẽ quay trở lại với thế giới ác mộng này và tiêu diệt Bill hoàn toàn. Ông có thể không được trở về nhà, nhưng ít nhất có thể cứu được đa vũ trụ vì những gì hắn đã làm. Nghe xong, nhóm tị nạn mừng rỡ và chúc Ford may mắn bằng một câu Praise the Axolotl, tạm dịch là thần Axolotl phù hộ cho bạn. Ford nghe xong, chả hiểu chúng nó nói cái con què gì. Sau đó, chào tạm biệt những người bạn ngoài không gian đầu tiên và tiến tới một cái hố sâu gần đó để bắt đầu cuộc hành trình 30 năm lưu lạc tại đa vũ trụ. Những gì mà Ford đã trải nghiệm trong 30 năm là trải nghiệm không có bất cứ sách vở nào có thể ghi lại được. Ông cảm giác như đã sống 100 cuộc đời khác nhau trong các chiều không gian khác nhau. Thám hiểm cùng với lũ cướp, học được 13 thứ tiếng, đấm nhau với cái ghế biết nói và có in hình xăm của bộ tộc chiến binh lợn tay bạch tuộc. Ford nhấn mạnh rằng những vết xăm này là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời ông. Do vậy, chúng ta có thể thấy ông thường xuyên phải mặc áo cao cổ là vì vậy. Ngoài ra, Ford còn kể ông học ngôn ngữ cổ đại, so sánh ghi chú với các học giả, ăn tối với quái vật và được làm vua của chiều không gian ngón tay, Finger Dimension, bởi ông có tận 12 ngón tay. Cho đến khi một thanh niên 7 ngón trên một tay xuất hiện và xoán ngôi của ông. Nhờ có máy phiên dịch đa vũ trụ, Ford có thể giao tiếp dễ dàng, nhưng cũng nhờ đó mà ông đã trở thành tội phạm bị truy nã, khá giống với người em trai Stanley. Ford cho rằng những tội mà ông đã gây ra là vì mục đích cao cả và ông chỉ ăn trộm những nguyên liệu để tạo nên cỗ máy hủy diệt Quantum Destabilizer, một dự án được Ford cho là phức tạp nhất và mất nhiều công sức nhất của ông từ trước đến nay. Để tóm gọn lại hành trình của ông trong 30 năm thì mất ít nhất 10 chương. Nhưng sau đây là những dấu mốc đáng nhớ nhất trong thời gian lưu lại khắp đa vũ trụ. Thứ nhất, đó là chiều không gian mờ. Đúng với cái tên thì chiều không gian mờ, mọi thứ ở đây sinh ra và xây dựng theo cấu trúc chữ mờ, từ nhà, xe, cây cối và con người cũng là hình chữ mờ. Với trải nghiệm của Ford ở chiều không gian này, có vẻ như ông không hề thích thú cho lắm. Không phải là vì nó nhạt nhẽo, mà là nó chả tuân theo định luật nào, cấu tạo nào cả. Nhất là con người và cái máy hút bụi. Ai lại đi thiết kế cái máy hút bụi như thế này bao giờ? Đã thế lại còn có cả bảng chữ cái, mà 26 chữ cái trong bảng chữ cái thì đều là chữ mờ, và nó chả khác gì nhau cả. Ít ra người dân ở đây rất thân thiện và tử tế, không giống như đám người ở chiều không gian ký hiệu, hay còn gọi là Symbol Dimension. Chiều không gian làm lại từ đầu, Do-Over Dimension. Có tên gọi khác là chiều không gian Yo-Yo, hoặc là có một cái tên khác thực tế hơn, đó là chiều không gian làm cái đéo gì cũng không xong. Nghe nó thô nhưng mà khá là thật. Đây là chiều không gian mà thời gian vừa tiến vừa lùi, vừa tiến vừa lùi ở thời điểm nào thì cũng không biết. Ví dụ như bạn đang có một tuần lễ như shit thì tự dưng thời gian quay lại đầu tuần và bạn được sống lại cả tuần đó. Hay là đã học xong trung học nhưng tự dưng lại nhảy về thời điểm học mẫu giáo. Ở chiều không gian này có một vị trí với tên gọi là Timeline Knowledgeist, giống với biên tập viên dự báo thời tiết nhưng lại dự báo về thời gian. Cho dù dự báo thế nào đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều sai số. Vấn đề ở chiều không gian này đó là mọi trải nghiệm và ký ức của quá khứ hoặc của tương lai khi thời gian dịch chuyển đều lưu lại trong đầu của từng cá thể. Tức là nếu bạn làm một điều gì đó ở thời điểm hiện tại, thời gian lại đưa bạn về quá khứ thì bạn vẫn nhớ những gì đã diễn ra ở hiện tại và bạn lại được làm lại từ đầu. Nghe thì có vẻ khá là thú vị nhưng mà không. Để tôi lấy cho các bạn một ví dụ. Đã được 6 tháng kể từ ngày bạn chuyển đến căn hộ mới và nó trông rất bừa bộn. Bạn chỉ có 2 giờ để dọn dẹp trước khi bạn gái của bạn đến thăm. Cơ mà khi đến thì cô ấy phát hoảng và bỏ về. Thời gian bắt đầu đảo ngược. Đã được 5 tháng rưỡi kể từ ngày chuyển đến căn hộ mới. Và giờ thì nó rất bừa bộn, có tận 2 tuần để dọn dẹp và rất thoải mái thời gian. Khi bạn gái đến, căn phòng được dọn sạch, cô ấy đã đồng ý lấy bạn, nhưng thời gian lại đảo ngược. Đã được 5 tháng kể từ ngày bạn chuyển đến căn hộ mới, bạn nhớ lại khoảnh khắc mất bao nhiêu công để có thể dọn được đống bừa bộn này.
bạn chỉ dọn những cái cần thiết và không còn hứng thú dọn nữa. Và kết quả là gì thì ai cũng biết rồi. Nhưng một lần nữa, thời gian lại đảo ngược lại. Lần này thì bạn mặc kệ cuộc đời, không có yêu đương gì hết nữa. Một chiều không gian kỳ lạ tiếp theo mà Ford đã từng đặt chân đến, đó là chiều không gian cá cược, Gambling Dimension. Đúng với tên gọi thì ở đây, cá cược không chỉ được cho phép mà còn là bắt buộc. Cách vận hành của chiều không gian này rất đơn giản. Hành tinh nào thắng cược hàng năm thì hành tinh đó sẽ được sở hữu một thành phố đầu não của cả vũ trụ cá cược. Tất cả mọi sự kiện diễn ra trong chiều không gian cá cược này đều được quyết định bởi cá cược. Ngay cả đám cưới, thay vì chọn một người thì có thể lựa chọn được nhiều người và chọn ngẫu nhiên một bằng cách cá cược. Em bé cũng phải học đổ xúc xắc trước khi biết đi. Không có một ai trên 5 tuổi là không có bộ bài may mắn. Tức là đi đâu thì cũng không được tự quyết mà phải chọn bài. Thật may mắn thay, chính phủ ở đây thì hoạt động rất là hiệu quả. Các thượng nghị viện ở đây thường bàn luận, chính xác hơn là cá cược và những bộ luật mà họ mong muốn. Stanley sẽ rất thích nơi này, nhưng Stanford thì không. Thậm chí ông bị đuổi vì tội đếm thẻ. Không hiểu lý do vì sao. Chiều không gian tiếp theo là chiều không gian 2D. Nhắc đến Bill Cipher và hình dáng của hắn thì chúng ta hình dung ngay đến hình tam giác, và hình tam giác là hình học 2D. Đó là lý do tại sao mà Ford nghĩ chiều không gian 2D là nơi mà Bill đã sinh ra. Bởi tất cả mọi thứ ở đây đều tồn tại dưới dạng 2D, từ sinh vật, đồ vật cho tới không gian. Với góc nhìn của Ford thì ông chỉ nhìn thấy duy nhất một thanh nằm ngang, ở trên đó là những vạch đen di chuyển liên tục. Còn cái hình này chỉ là mô phỏng thế giới 2D mà thôi. Góc nhìn này không hề tồn tại trong thế giới 2D và người dân tại đây không biết đến sự tồn tại của góc nhìn này. Trong thế giới 2D thì có những hình dạng giống hệt hình học hai chiều, gồm hình tròn là tầng lớp thượng lưu, tam giác là tầng lớp trung lưu, còn các tầng lớp thấp hơn thì chính là chả có hình dạng gì cả. Với hình dạng của Ford thuộc hình ba chiều, ông không thể cử động, thậm chí là giao tiếp với sinh vật tại đây. Đặc biệt, ông còn bị xếp vào tầng lớp thấp nhất và luôn bị các sinh vật sống ở trong chiều không gian này tấn công. Rất may, Ford đã được một thực thể giải cứu, thực thể mà có lẽ trong thời gian lưu lạc để lại nhiều ấn tượng nhất, đó chính là Jesus Brom the Unswerving ở thế giới tiên tri, The Oracle. Sau khi được giải thoát khỏi chiều không gian 2D, Ford đã tỉnh lại và gặp một sinh vật bảy mắt với cái tên là Jesus Brom. Bà ta nói với Ford rằng ông đang ở chiều không gian 52 và đã chữa lành được vết thương cho ông trong một thời gian khá là dài rồi. Kỳ lạ là bà ta biết mọi thứ về Ford. Không rõ bà ta lấy thông tin đó từ tờ truy nã hay ở đâu, nhưng Jesus Brom biết khá rõ về Bill Cipher. Thậm chí, bà còn biết về kế hoạch và mong muốn của Ford khi đưa ra lời khuyên. Nếu như ông muốn đấm nhau với Bill Cipher, thì ông phải bảo vệ tâm trí của mình trước, bằng cách đặt một tấm kim loại bao phủ hộp sọ để tránh Bill Cipher thâm nhập vào tâm trí. Điều này sẽ cần thời gian phẫu thuật chuyên sâu và phục hồi dài. Ford ngay sau đó đã đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì cả. Sau một tuần hồi phục, thì Ford và Jesus Brom đã nói chuyện với nhau về Bill Cipher. Bà tiết lộ lý do mà Bill đã phá hủy cả chiều không gian, thậm chí giết cả người thân, bố mẹ của hắn vì tham vọng bá chủ đa vũ trụ. Sau đó, Jesus Brom nhìn Ford và nói rằng ông đã được sinh ra là để đánh bại Bill Cipher. Điều này khiến cho Ford càng tự hào hơn. Tối hôm đó, họ đã ăn uống no say. Ford thậm chí còn uống một loại đồ uống giống như thứ mà Tam Baby hay uống. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Jesus Brom đã biến mất và Ford bị đẩy đến các chiều không gian tiếp theo. Từ từ, dừng lại một chút để mình giải thích thêm. Các cậu còn nhớ cái câu Praise the Axolotl mà nhóm tị nạn nói với Ford trước khi chia tay không? Điều này ám chỉ đến sự tồn tại của thế giới The Oracle và Jesus Brom. Trong hình này, chúng ta có thể thấy các sinh vật Axolotl xuất hiện xung quanh Jesus Brom, chứng tỏ Jesus Brom được ví như là Chúa và hành động của bà với Ford là để cứu rỗi không chỉ toàn nhân loại mà cả đa vũ trụ. Tiếp tục với chuyến phiêu lưu của Ford nào. Sau khi rời khỏi chiều không gian 52, thì Ford đã được đưa đến các chiều không gian song song với thế giới thực tại của ông. Có rất rất nhiều chiều không gian vận hành giống trái đất, nhưng có nhiều yếu tố được thay thế. Ví dụ như thay vì con người làm bá chủ trái đất, thì khủng long được thay thế vào đó và không phải là thời tiền sử, mà chính là thời hiện đại khi máy móc và công nghệ đã phát triển vượt bậc. Hay một chiều không gian khác là nơi cá heo làm bá chủ, hay là một chiều không gian khác nữa nơi mà mọi bài hát chỉ là những tiếng hét, vân vân và mây mây. Đặc biệt nhất là một chiều không gian nơi mà mọi thứ đều như mong muốn của Ford. Một nơi mà Ford chưa bao giờ bị đẩy vào cánh cổng không gian. Một nơi mà em trai Stanley đã nghe theo lời của Ford và mang cuốn Journal 1 rời khỏi đây. Một nơi mà Stanford tái hợp với Field of Ford để xây dựng một trạm nghiên cứu cánh cổng không gian, nhưng được tách biệt hoàn toàn so với chiều không gian của Bill. Stanford thậm chí còn nhìn thấy cả bản sao của mình ở chiều không gian này, được tung hô như vị Einstein đương đại và đạt được rất nhiều giải cao quý trong khoa học. Giống như một con thiêu thân lao đầu vào đống lửa,
Ford đã tiến tới trạm nghiên cứu để gặp chính bản thân mình. Nhưng may thay, ông đã gặp Fiddle Ford bản sao. Ngay lập tức, Fiddle Ford đã cho nhân viên an ninh bắt giam Ford. Fiddle Ford làm vậy không phải nghi ngờ Stanford mạo danh hay là có ý đồ xấu gì cả, mà là để ngăn không cho hai chiều không gian sụp đổ. Fiddle Ford bản sao giải thích rằng, nếu hai cá thể ở cùng một vũ trụ song song mà chạm vào nhau, thì cả hai sẽ biến mất khỏi vũ trụ, thậm chí là cả chiều không gian đó cũng sẽ bị xóa sổ. Điều này đã từng xảy ra với một nhân viên an ninh. Trong lần thám hiểm chiều không gian bên ngoài, anh ta đã vô tình chạm vào bản sao của mình và đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Lại một lần nữa, Ford tự cảm thấy mình rất may mắn khi đã không gặp bản sao của mình ở thế giới này. Ông lại bắt đầu tập trung để hoàn thiện vũ khí tiêu diệt Bill, nhưng chỉ còn thiếu duy nhất một thứ, đó là nguồn năng lượng có thể khởi động và duy trì hoạt động của khẩu súng. Và tất nhiên, Fiddle Ford bản sao biết cách để khởi động nó và đã giúp đỡ Stanford hoàn thành công trình để đời để có thể cứu nhân loại. Ngay khi nghe toàn bộ kế hoạch của Ford thì Fiddle Ford cảm thấy run rẩy vì sung sướng, rất giống như người bạn Fiddle Ford ở thế giới song song. Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian nữa, Bill Cipher phải bị ngăn chặn. Quay trở về thế giới ác mộng để tiêu diệt Bill là một kế hoạch dài hạn trong 30 năm dòng dã, 30 năm để hoàn thiện vũ khí có thể tiêu diệt Bill chỉ với một nốt nhạc. Ngay khi thấy sự xuất hiện của Ford, Bill đã cử đội quân của mình đến tấn công. Và với vũ khí của mình đang có thì Ford có thể dễ dàng vượt qua đống quái vật và khiến đội hình của chúng bị xáo trộn. Nhân lúc đám quái vật của Bill đang gặp hỗn loạn thì Ford đã lẩn trốn để đuổi theo Bill, nhưng hắn đã lẩn trốn trong một mê cung, đó là Quadrangle of Confusion, tạm dịch là tứ giác hỗn loạn. Ford chỉ có một vài phút để giải mã tứ giác kỳ quái này trước khi đám lính của Bill tập hợp lại. Và Ford chợt nhận ra, ở thế giới ác mộng thì bạn không nhất thiết phải tuân theo một định luật vật lý nào cả. Ngay khi mà Ford xông thẳng đến Bill để kết liễu hắn, thì bất chợt một cánh cổng không gian mở ra, và lần này lại chính tay người em trai Stanley đã bóp giái ông một lần nữa. Nhận thấy mình không còn nhiều thời gian để nghĩ về việc làm của Stanley, Stanford đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là tiêu diệt Bill và đám quái vật. Thế nhưng, tất cả đều thất bại. Ford đã chính thức quay trở lại Gravity Falls. Hành trình 30 năm của Ford vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi Bill Cipher vẫn còn sống nhăn răng. World 2A Cartoon sẽ tiếp tục hành trình sau khi Ford trở về với series Gravity Falls và cuốn Lost Legends. Các bạn cùng đón xem ở những video tiếp theo nhé. Giờ thì, World 2A out.